Chào bạn, như tiêu đề của video thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái UPS. Thì cái UPS này thì có thể sử dụng cho modem wifi này, router này hoặc là camera. Đấy, tùy các bạn. Thì ở đây mình có một cái mạch này là mạch UPS mình mua trên Shopee rồi. Thì cái này đấy, các bạn nhìn chữ chung là biết rồi. Đó. Cái này nó mình mua đâu đó khoảng 70.000 thì sao mình không nhớ, mình mua khá lâu rồi, mình cũng có một cái dùng được chắc khoảng 2 tháng rồi, nên mình thấy dùng khá ổn thì mình mới chia sẻ cho các bạn đó. Cái con này nó sử dụng pin 2S nhé, à khỏi pin 2S mà là hai viên 18650, nó đấu song song thôi. Đấy. Cơ bản là nó chỉ là điện áp 4,2V thôi, sau nó boost lên điện áp. Các bạn thể lựa chọn các cái mạch tùy theo cái điện áp của mình, như là 4,5V này, 9V này hoặc 12V, tùy theo nhu cầu của mình thì mình sẽ lựa chọn mua cái mạch này theo cái điện áp boost lên như là 5V, 9V và 12V đó. Cái mạch này sạc đầu vào thì bằng cổng Type-C nhé, đó các bạn tự nhìn này. Còn đầu ra thì mình đấu tại đây hai cái RAM hai chân này đó, mình sẽ đấy bị áp ra rồi. Đây mình có hai viên 18650 này, mình sẽ gắn vào luôn nhé. Ở đây có ghi âm dương rồi, các bạn tự đấu đúng là được đó. Tùy vào dung lượng các bạn muốn dung lượng lớn thì các bạn mua những loại pin có dung lượng lớn, tại vì cái này những cái viên dùng cho UPS này thì không cần dòng xạ cao, bạn chỉ cần mua những cái loại dòng xạ khoảng 5C và dung lượng càng cao càng tốt. Đấy, tùy vào cái nhu cầu của mình. Rồi gắn vào thì đèn này sẽ sáng này đó. Ở đây có hai cái đèn sạc, đèn báo pin. Rồi thì trước hết mình sẽ test trước cho các bạn xem cái tưởng mình xem bên này bay vô nhé, thì test cái dòng dòng sạc của nó xem được bao nhiêu ai nhé. Viên này của mình đang là 4.2 thì mình sẽ đây mình sẽ kiếm một cái viên nào đó có cái 1.1 có cái điện áp nó nhỏ hơn đấy, để có thể test sạc của nó. Rồi, ở đây mình có hai viên, đây là viên 2000 mAh nhé, 2H này, mình sẽ gắn vào. Cái này mình nhớ là điện áp cũng hơi thấp rồi. Cũng hơi cao. Thôi kệ, tí mình sẽ test sạc sau. Trước hết mình sẽ test sạc dòng lớn sau. Về mình sẽ test sạc ở cái điện áp này xem nó được nó lên khoảng bao nhiêu. Con này mình test cũng thấy nó lên được khoảng hơn 2A đấy, nhưng mà dòng pin nó thấp xuống rồi. Đây. Hiện tại là ở mức điện áp pin là 4.1V thì nó được khoảng 5W thôi. Cơ bản là thế thôi. Các bạn chỉ cần xem hai lại pin này. Đây, hai bên này mình có mục đích mình có định làm một cái sản phẩm khác rồi. Các bạn nhớ đấu đúng âm dương nhé. Rồi. Ở cái phần box thì các bạn thể xem mình, các bạn tải cái file 3D này về của mình về. Mình các bạn thể in ra rồi làm. Nhưng mà các bạn chưa có thì các bạn thể ấn vào link bên dưới, mình có sẵn cái box này luôn. Hoặc các bạn muốn lấy file đấy bạn đi in ở bên dịch vụ nào cũng được. Và chờ ai đó in được đó. Các bạn này có hai phần thôi. Mình thiết kế kiểu cài này. Thì các bạn thể đây, để cái chiều này các bạn nhét vào trong. Bên trong là một cái lẫy này. Đó. Có một cái chân cài đấy, các bạn chỉ cho khớp chân cài thôi, nó chắc rồi. Ở đây cũng hai cái chân cài này, các bạn đẩy vào, đó, nó sẽ cố định được cái mạch của mình. Đó, ở đây là cái cổng Type-C nó thò ngoài này, các bạn cắm các dây sạc vào thoải mái thôi, tại nó khá là gần mà. Đó, đây cái lỗ bắt vít thì các bạn dùng những cái loại vít M2, M1 chấm mấy đấy, M2 ấy, nó sẽ vít được thôi.
Phía này dưới này có hai cái lỗ để mình tự nhìn con led thôi. Nếu các bạn kỹ hơn, các bạn thể dùng những cái loại nhựa nó trong nó như mica, các bạn dán vào đây. Đấy, bạn đưa cao lên khoảng 8 mm, đấy nó sẽ chạm được cái led của này. Bạn nhìn màu sắc, nhìn đèn báo nó rõ hơn. Đó, bên đây có cái lỗ này thì mình có thể đút những cái loại dây này vào. Đấy, bạn mua dây này chắc mấy nghìn thôi, chắc 50.000 gì đó, mua Shopee. Đó, đây là cái loại thường thường thông thường nhé. Có hai cái loại chính cắm vào các modem wifi á, các bạn sử dụng những loại là 5.5. À đây, đây là cái dây 5.5 nhân 2.1 đó, hoặc là 5.5 nhân 2 chấm mấy đấy. Đấy, hai là cái sắc này, sắc nó nhỏ hơn 2.0 đó, đó 4 chấm mấy 2.0 đó. Vậy tùy cái modem của mình thường sử dụng cái dây nào, cái rắc nào, các bạn thể mua rắc đấy. Thông thường cái loại 5.5 như 2.1 nó sẽ phổ biến hơn đó. Nên mình sẽ gắn vào đây. Đây cái lỗ này nó sẽ đút vừa được cái dây này luôn. Cắt này đi. Đút vào đây. Cái phần dây này mình, các bạn sẽ hàn cho mình vào hai cái điểm này. Đấy, sẽ ký hiệu là UPS trừ và UPS cộng này. Đó, các bạn ấn dây đỏ thì hàn vào cái cực cộng đây, và điểm này các bạn nhé, đỏ cộng và đen hoặc là trắng sẽ là UPS trừ. Thế thôi. Ở bên trong này nó hơi bị hẹp tại vì mình thiết kế nó hơi bị sát đấy, nhưng mà các bạn có gắn cây rút đấy có thể cắt ra, còn mình sẽ keo sau nhé. Này, các bạn có tự ý kiến gì hay là có đóng góp gì hay muốn mình sửa nhà thì có thể comment bên dưới nhé, mình sẽ đóng góp, mình sẽ thu thập ý kiến rồi mình fix thêm nhá. Rồi bạn gắn cho mình cái miếng nắp này vào là xong. Ở đây mà cái khớp nó chưa vào PCB này, các bạn thấy cho vào. Vít thì mình dùng vít này, vít M2 sao khoảng 10 mm, 1 cm đấy. Các bạn vào. Đó. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ đo được cái điện áp ở đầu ra nhé. Xem được bao nhiêu vôn. Đó, 12.7 V nhé. Ok. Giờ mình sẽ test vào cái ổ modem wifi, router wifi xem nhé. Ở đây là cái modem, cái router tenda. Nó dùng cái cổng vừa này, đấy. Và chỉ cần cắm vào. Đó, nó đang lên đèn rồi này. Tôi có gì đó rồi. Bên mình sẽ test 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 cắm cắm nguồn nuôi vào. Thì khi mà các bạn sử dụng á, các bạn có thể mua những cái mô đê, cái những cái cục sạc, các bạn có thể dùng cục sạc điện thoại hoặc là cái cục sạc ra cổng tai xi này như mình này. Có công tắc nhé, cái loại này khá là hay, mình mua như là 50.000 trên Shopee thôi. Nó ra cổng luôn tai xi này, đấy, dây liền luôn. Thì mình sẽ có thể dùng cục này thay cho cục sạc cũ sạc điện thoại. Đó, mình sẽ cắm vào này. Rồi. Ở mặt sau này các bạn lại nhìn đèn nhé, đây là đèn báo nguồn của cục sạc thôi. Mình zoom lên các bạn xem này. Ở đây có một cái đèn, đèn này là đèn báo điện của cái pin. Đèn này đèn báo sạc, khi mà đầy điện thì nó sẽ sáng sáng đèn màu xanh. Nên nếu mình không nhầm thế. Đó. Rồi. Mình sẽ vừa chạy ở điện áp và pin vừa mình đo các bạn xem rồi, pin cũng gọi là khá là đầy. Đấy, thì nó sẽ lên ở đây là hiện tại là 7.2 W. Đó. Có nghĩa là vừa sạc cho pin, nó vừa đang cấp điện cho cái model này.
Rồi, video này khá đơn giản thôi. Mình làm cái này chỉ cần mua một cái mạch, một sợi dây đó, và các bạn thể tự làm cái hộp bằng hộp nhựa, hoặc có thể in 3D ra cái hộp như mình. Đấy, khá nhỏ gọn. Dung lượng thì cứ gọi là 2 viên 2000 thì sẽ được là 4000 mAh ở điện áp 1.2V, 4V. Các bạn để dùng được một thời gian thay khi mất điện. Đó. Rồi ok. Các bạn có bất cứ thắc mắc hay là ý kiến đóng góp nào có thể comment bên dưới nhé. Mình sẽ tiếp thu và mình sẽ sửa đổi hoặc là làm những video tiếp theo. Ok, chào bạn.